Welcome back. Chào mừng mọi người quay trở lại. Hope you had a wonderful week, had good sleep. Hy vọng tuần vừa rồi mọi người đã có những giấc ngủ thật là ngon. And your sleep has improved. Hoặc là chúng ta đã cải thiện về giấc ngủ của mình. And food, we already saw food has a great impact on our body and mind. Và các bạn hẳn đã biết là thức ăn có một vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. This week let's look at what kind of food I should be eating. Tuần này hãy xem những loại thức ăn nào chúng ta nên lựa chọn. If you want to have more peace and then more healthy and more happy mind, you should be eating sattvic food. Nếu bạn có muốn có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, bạn hãy lựa chọn những thực phẩm có tính chất sattvic. So what is sattvic food? Fresh food, freshly cooked food. Thế nào gọi là những thực phẩm có tính chất sattvic? Đó là những thực phẩm tươi, mới và được nấu chín. Fresh vegetables. Hay là trái cây tươi. Fruits. Rau củ quả. Nuts. Hạt. Enabling spices like ginger. Và những cái gia vị có tính chất hơi cay. Honey. Ví dụ như là gừng, mật ong. Honey. Mật ong. You know, so these kind of things will keep your body healthy and happy. Thì những loại thực phẩm này sẽ giúp cho cơ thể của bạn khỏe mạnh. The more lighter you feel, that food is the best for you. Khi mà bạn ăn thực phẩm vào, thì nếu mà bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thì any đó chính là thực phẩm phù hợp với cơ thể của bạn. Any food which makes you feel heavier. Nếu mà loại thực phẩm bạn ăn, sau đó cho bạn cảm giác nặng nề. And you can observe it, you know, on your day-to-day basis. Bạn có thể quan sát thấy điều này trong quá trình mà chúng ta sử dụng thực phẩm. But while choosing your food, also see that the nutrition, the corresponding nutrition is there. Đồng thời, ngoài việc lựa chọn tính chất của thực phẩm, chúng ta cần phải quan tâm đến cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong thực phẩm đó. These days, many people turn vegan or vegetarian. Ngày hôm nay, có rất là nhiều người đã chuyển sang chế độ ăn chay, gọi là vegan. So you choose your diet accordingly, so you have enough proteins as well. Vậy thì chúng ta hãy lựa chọn thông minh để chúng ta có đủ đạm. So this week, you can keep attention on the choices of your food. Thì tuần này chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn vào chế độ dinh dưỡng của mình. Let's start the day by chanting Om 3 times. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tuần này với việc ngân Om 3 lần. Eyes closed. Bạn hãy nhắm mắt lại. Take a deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. With a big smile, you can open your eyes. Với một nụ cười tươi trên khuôn mặt, bạn có thể mở mắt ra. Today we will do the Kapalbhati, the cleansing forceful breath. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành Kapalbhati, kỹ thuật thở làm sạch. You remember, we will forcefully breathe out. The breath in comes automatically on its own. Ở kỹ thuật này, thì khi chúng ta thở ra, mình sẽ dùng một chút lực. Và khi chúng ta hít vào thì đó là điều tự nhiên. If you don't remember, you can keep your eyes open and do it. If you remember, you can keep eyes closed and do it. Nếu bạn đã nhớ kỹ thuật Kapalbhati này, chúng ta có thể giữ những mắt nhắm khi thực hiện. Còn nếu bạn chưa nhớ thì chúng ta có thể mở mắt ra và quan sát. Let's start. Chúng ta hãy bắt đầu. Eyes closed. Hãy nhắm mắt lại. Breath in. Hít vào. And relax. Và thư giãn. Observe the changes in your body and mind. Quan sát sự thay đổi trong cơ thể và tâm trí của bạn.
Second round. Lượt thứ hai. And relax. Và thư giãn. Last round. Vòng cuối. And relax. Và thư giãn. And slowly and gently you can open your eyes. Và từ từ bạn có thể mở mắt ra. Wonderful. So now let's start the asanas. We have teacher Min Ngop today to guide us with the asanas. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu phần asana. Chúng ta hãy cùng đứng lên. Là hãy dang hai tay của bạn ra phía sau lưng và ngửa cổ lên, mở rộng ngực. Chúng ta sẽ đứng đây và hít thở một vài nhịp. Và thả lỏng. Nào nâng hai cánh tay của bạn lên. Duỗi dài người và từ từ chúng ta gập người xuống. Duỗi dài phần cánh tay, cổ và lưng của bạn. Ba nhịp thở. Và từ từ bạn nâng người lên. Thư giãn. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chúng ta nắm hai tay của mình lại và bắt đầu dậy tại chỗ. Hai chân. Bạn hông của bạn. Bây giờ chúng ta nâng cao đầu gối. Từ từ trở về chính giữa. Hãy đứng với hai chân rộng bằng hông. Hít vào, nâng cánh tay của bạn lên. Lòng bàn tay chạm vào nhau và ngón tay trỏ duỗi thẳng. Là thở ra, từ từ chúng ta nghiêng người sang phải. Hãy giữ ở đây và hít thở. Nâng người của bạn lên và sang trái. Nào từ từ nâng người về chính giữa và thư giãn. Đứng với hai chân tách rộng. Ít nhất là 1 mét. Là chúng ta xoay chân trái của mình vào bên trong 90 độ và xoay chân phải ra bên ngoài. Hít vào, nâng cả hai cánh tay của bạn lên bằng vai. Và thở ra, chúng ta gập đầu gối của mình vuông góc. Xoay mặt nhìn về phía bàn tay phải.
Từ từ hạ khuỷu tay phải xuống đầu gối phải và duỗi dài cánh tay trái qua đầu. Mắt nhìn về hướng lòng bàn tay trái. Nâng người của bạn về chính giữa. Chúng ta đổi bên. Mũi chân trái hướng ra bên ngoài. Hít vào. Và thở ra. Hạ khuỷu tay trái xuống đầu gối trái và nâng cao cánh tay phải của bạn qua đầu. Cơ thể duỗi dài sang bên trái. Hít thở. Từ từ nâng người của bạn về chính giữa và thư giãn, hạ cánh tay xuống. Chúng ta khép hai chân của mình lại. Nào bạn hãy từ từ ngồi xuống thảm. Duỗi chân bên phải của bạn, chân bên trái gập vào bên trong. Dùng tay phải nắm lấy bàn chân bên phải. Hít vào, chúng ta nâng cánh tay trái lên cao. Và thở ra, chúng ta sẽ gập người của mình sang phải. Nếu bạn có thể hạ thấp người của mình xuống, hãy tiếp tục. Cảm nhận sự kéo giãn ở cơ thể. Tận hưởng hơi thở của bạn. Rồi từ từ nâng người lên và thư giãn. Chúng ta sẽ lặp lại bước chân bên trái. Chân trái duỗi thẳng. Dùng tay trái chúng ta nắm lấy bàn chân bên trái của mình. Tay phải mở ngửa, hít vào. Nâng cánh tay phải lên cao qua đầu và thở ra, chúng ta gập người của mình sang bên trái. Hãy tiếp tục hít thở đây. Hãy thả lỏng vùng lồng ngực của bạn và cảm nhận cơ thể của bạn được duỗi thẳng. Hít thở. Và từ từ nâng người của bạn lên. Thư giãn. Chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước. Nào gập đầu gối phải của bạn lại. Đầu gối trái chúng ta gập lại và để chân bên trái ở bên ngoài cạnh mông của mình. Nào vắt chân bên phải của bạn ra bên ngoài của đầu gối trái. Tay bên trái chúng ta sẽ vòng ra bên ngoài đầu gối phải. Tay này và chân bên kia. Nắm lấy đầu gối hoặc cổ chân của bạn, bất cứ nơi nào bạn cảm thấy thoải mái. Chúng ta đưa tay phải ra phía sau, xoay người của bạn nhìn qua vai phải. Hít thở. Từ từ xoay người về phía trước, thư giãn. Chúng ta sẽ đổi bên. Lần này gập đầu gối phải ở bên dưới. Chân bên phải đặt ra bên ngoài mông và chân bên trái vắt ra bên ngoài chân đầu gối bên phải. Tay phải chúng ta sẽ vắt chéo, nắm lấy đầu gối. Và tay trái chúng ta đặt ra phía sau lưng, xoay mặt nhìn qua vai trái của bạn. Bạn có thể giữ lưng thẳng, đẩy bụng về phía đùi và cảm nhận sự vặn xoắn nhiều hơn. Ở trong tư thế với hơi thở của bạn.
từ từ chúng ta xoay người về phía trước và thư giãn. Bây giờ chúng ta sẽ nằm xuống. Hãy nằm sấp. Hai tay đặt bên cạnh vai, cầm trên thảm, mắt nhìn về phía trước. Nào từ từ chúng ta nâng người, cuộn vai ra phía sau. Giữ cho hai vai của bạn cách xa tay. Tiếp tục nâng người của bạn lên, đầu hơi ngả ra phía sau. Hai chân của bạn duỗi thẳng. Bây giờ từ từ gập đầu gối của bạn lại và hướng mũi chân về phía đầu. Và thư giãn. Nào hạ người của bạn xuống. Chúng ta sẽ thư giãn ở tư thế đứa trẻ. Chống người của bạn lên, gập về phía sau, hạ mông ở trên gót chân, hạ trán và khuỷu tay xuống sàn. Thư giãn với một vài nhịp thở. Chúng ta nâng người của mình về chính giữa. Nào chống mũi chân và chúng ta nâng đầu gối lên khỏi thảm. Từ từ đẩy xương cụt của bạn hướng lên trần nhà. Duỗi lưng và vai. Hít thở. Nào từ từ hạ đầu gối của bạn xuống thảm, lùi người về phía sau, thư giãn ở tư thế đứa trẻ. 5 nhịp thở thật sâu. Và từ từ chúng ta sẽ nằm xuống thảm. Hãy nằm ngửa. Gập đầu gối của bạn lại. Đầu gối hướng lên trần nhà. Và bàn chân chạm thảm. Lòng bàn tay úp. Và từ từ chúng ta nâng hông của mình lên, tạo thành một đường thẳng giữa đầu gối, hông và ngực. Bạn có thể đan các ngón tay ở phía sau và đưa hai vai lại gần với nhau. Giữ vững khoảng cách ở giữa hai đầu gối của bạn. Hít thở. Và từ từ thư giãn, chúng ta thả tay ra và hạ hông xuống. Duỗi thẳng hai chân của bạn. Lòng bàn tay úp. Chúng ta khép hai chân lại với nhau. Và từ từ nâng cả hai chân của bạn lên cao. Vuông góc với cơ thể. Hãy hướng lòng bàn chân của bạn lên trần nhà. Hít một vài hơi thật sâu. Cảm nhận khi hơi thở đi vào, bụng của bạn phình ra. Và khi hơi thở đi ra, bụng của bạn xẹp xuống. Từ từ
Hạ chân của bạn xuống. Chúng ta hơi co đầu gối lại. Hai lòng bàn chân tựa vào nhau và đầu gối mở rộng sang hai bên. Đặt tay ở trên đùi của bạn và thư giãn. Và từ từ khép hai đầu gối lại, chúng ta duỗi thẳng chân. Xoay người của bạn sang bên phải. Và từ từ chống tay ngồi dậy. Take a deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. And breathe out. Và thở ra. Slowly and gently, can open your eyes. Và bạn có thể từ từ mở mắt ra. Was it good for everybody? Bạn có cảm thấy tốt không? Mm-hmm. Wonderful. So now we will cool down. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần làm mát. You remember we did this pranayama breathing for cooling down. Các bạn còn nhớ kỹ thuật Brahmari chúng ta thực hiện để làm mát cơ thể không? Teacher Min will explain to you. Để làm kỹ thuật này chúng ta sẽ sử dụng 10 đầu ngón tay của mình. Hai ngón tay út chúng ta sẽ đặt ở dưới môi dưới. Hai ngón tay đeo nhẫn đặt ở phía trên môi trên. Hai ngón tay giữa chúng ta đặt ở trên cánh mũi. Ngón tay trỏ đặt ở trên mi mắt. Và ngón tay cái chúng ta sẽ đặt vào sụn ngoài vành tay. Chúng ta hít vào một hơi thật sâu. Và khi thở ra chúng ta ngân âm trong cổ họng và đóng tai của mình lại. Một lần nữa hít vào. Keep your body still. Giữ cơ thể yên tĩnh. Spine erect. Cột sống thẳng. Shoulders relaxed. Hai vai thả lỏng. Your whole body. Thư giãn cơ thể của bạn. You're already in harmony with your surroundings. Bạn hài hòa với môi trường xung quanh mình. Accept all the noises around. Chấp nhận tất cả những âm thanh xung quanh. Relax your body. Thư giãn cơ thể. Take a deep breath in. Hít vào. And breathing out, relax your whole body once again. Và khi thở ra, thư giãn toàn thân. Your legs
thư giãn đôi chân, abdomen, vùng bụng, chest, ngực, shoulders, hai vai, head, đầu, your whole body, toàn thân. Once again, take a deep breath in. Một lần nữa, hít một hơi thật sâu. And breathe out. Và thở ra chậm rãi. Bring your attention to your thoughts if there are any. Đưa sự chú ý tới những suy nghĩ nếu có. Good thoughts or bad thoughts does not matter. Dù suy nghĩ tốt hay xấu không quan trọng. Bring your attention to your feelings. Hướng sự chú ý tới những cảm giác. Thả lỏng hoàn toàn. You are peace. Bạn là bình yên. You are love. Bạn là tình yêu thương. Chỉ thư giãn. Take a deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. And breathe out. Và thở ra. Bring your attention to your thoughts and feelings, if there are any. Đưa ý thức tới suy nghĩ và cảm xúc, nếu có. Bring your attention to your body. Nhận thức về cơ thể. To your surroundings. Môi trường xung quanh. Take a deep breath in. Một lần nữa hít vào. And breathe out. Và thở ra. And slowly and gently, taking your own time, you can open your eyes. Thật chậm rãi, với một nụ cười trên khuôn mặt, bạn có thể mở mắt ra. How was it good? Có tốt không các bạn? Just look inwards. Hãy nhìn vào bên trong. Always your strength has come from inside you. Luôn luôn sức mạnh thực sự của bạn nằm ở bên trong. And that is the real strength worth achieving. Và đó chính là sức mạnh đích thực mà bạn nên đạt được. Have a wonderful, wonderful week. Chúc các bạn có một tuần thật tốt đẹp. See you next week. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Take care of your food and the choices of your food. Hãy chăm sóc cho chế độ ăn uống, các loại thực phẩm và cách mà bạn ăn. Hẹn gặp lại.